Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Getafe và câu lạc bộ Mallorca. Đây là trận đấu thuộc vòng 38 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 5 và theo đánh giá thì Getafe sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Mallorca với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ vẹt xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Getafe và Mallorca, Getafe thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Mallorca. 5 trận thi đấu gần nhất của Getafe, Getafe thắng 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Mallorca, Mallorca thắng 1, hòa 3 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Mallorca được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Mallorca phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Mallorca cũng không thua kém gì Getafe đâu. Thứ hai nữa thì nếu như hai đội mà kết thúc trận này với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Mallorca được chấp, chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần mà đến làm khách trên sân của Getafe trước đây thì cũng có một số trận là Mallorca có điểm mang về, và thời gian gần đây thì Getafe đang có phong độ cũng không tốt, thì biết đâu Mallorca mới là đội sẽ chơi hay hơn và có chiến thắng trước Getafe thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Mallorca được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, và thời gian vừa qua cả hai đội đang có phong độ không tốt và hiệu suất ghi bàn cũng còn hạn chế. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng được ghi, có thể là 1-0 nghiêng về cho Mallorca, hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,25 nhé. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì đội chủ nhà thì có thể Mallorca mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Dự đoán hiệp 1 1-0 nghiêng về cho Mallorca. Hiệp 1 các bạn chọn Mallorca nha, và đã tài dưới 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Mallorca và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Mallorca, đã tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.